mã 11 kèm số điện thoại cho em nha mọi người. Gỗ mun đuôi công nhé, lục bình gỗ mun đuôi công này. Rồi lên tiếp tục một cặp tài lộc nữa nhé, cặp tài lộc gỗ đổi màu nhé cả nhà. Tài lộc gỗ đổi màu nha mọi người. Cặp này như K70, đường kính ngang của nó là 14. Cặp này xả 1.200.000 thôi ạ. K70, ngang của nó là 14, xả 1.200.000 bao ship. Xả 1.200.000 bao ship nha cả nhà. Chất liệu là gỗ đổi màu này. Xả là 1.200.000 bao ship, rất là đẹp luôn. K70 và đường kính ngang của nó là 14 nhé. Đục chữ tài chữ lộc lên thân bình, đục trên cần, đây là cần đào nhé, rất là đẹp luôn, sơn nhũ vàng. Giá cặp này xả là 1.200.000 bao ship. Không khi nào mua được cái hàng giá rẻ như thế này đâu, nhưng mọi người nhân tay giùm em nhé. Bác nào cho cặp tài lộc ghi mã 12 kèm số điện thoại cho em. Bác nào cho tài lộc ghi mã 12 kèm số điện thoại cho em nhé. Rồi em lên tiếp tục, trên đây là một cụ cốc chất liệu là gỗ cẩm bông này. Cụ này xả giá là 1.500.000 bao ship đi, 1.600.000. 1.600.000 bao ship nhé. Gỗ cẩm bông nhé. Cao của nó là 24 này. Cao 24, ngang 30 và sâu là 22. Cao 30, cao là 24, ngang là 30. Sâu là 22, đúng rồi. Cao 24, ngang 30, sâu 22, giá là 1.600.000 bao ship, xả giá là 1.600.000 nhé. Bác nào chốt cụ cốc ghi mã 3 kèm số điện thoại cho em ạ. Bác nào chốt cụ cốc ghi mã 3 kèm số điện thoại cho em là mọi người được sở hữu đơn hàng nhé. Chất liệu là gỗ cẩm bông nha mọi người, chất liệu là gỗ cẩm bông. Rồi lên tiếp tục cặp chim câu này nữa. Cặp chim công gỗ đổi màu nha cả nhà, hàng này hàng khủng hàng to nhé. Cặp này xả giá 1.600.000 nhé, hàng khủng hàng to nha cả nhà. Cặp này cao của nó tận 59 luôn, cao 59 và đường kính ngang của nó là 21. Cao 59 ngang 21, xả cặp này giá là 1.600.000 bao ship. Hoàn toàn là hàng liền khối và hàng làm thủ công nhé. Hàng làm thủ công, sơn nhũ vàng và nhũ đỏ rất là đẹp luôn này. Cặp này xả giá là 1.600.000 nhé. Xả giá là 1.600.000 bao ship, chất liệu là gỗ đổi màu. Hàng to nhé, hàng bình thường của người ta đường kính ngang to, ngang nhẹ to nhất của người ta chỉ được có 18 thôi. Mà cặp này tận 20 nhé. Cặp này em xả giá là 1.600.000 bao ship. Có là chốt ghi mã 10 mấy nhỉ, 14 sao? 14 kèm kiểm soát sau em nhé, mã 14 kèm số điện thoại cho em nha mọi người nhé, là mọi người để sở hữu đơn hàng nhé. Rồi em xin phép nghỉ like nhé.